Đây là bài 8 trong loạt bài giao tiếp tiếng Nhật theo phương pháp của tiến sĩ Bimsler của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Hãy nghe mấy câu đối thoại sau đây giữa một người đàn ông trẻ và một người phụ nữ trẻ, cô Tanaka. Họ đang ngồi ở một nhà hàng. At one point, the man will address the waitress by saying, <laughs> Sumimasen. Hãy nghe. Tanaka-san, ima tabemasu ka? Ie, -e ke kekko desu.

Sàng ở sau một tên như trong Tanaka Sàng Có nghĩa là cô, bà, anh Theo truyền thống, người Nhật gọi người khác bằng các họ của người đó Tên của người Nhật được sử dụng chỉ giữa những người bạn thân thiết hoặc trong gia đình Bây giờ hãy nghe lại Tanaka Sàng, ima tabemasu ka? Ie, kết desu Demo, nani nomitai desu

Tanaka Hãy thêm từ cô hoặc anh vào tên Tanaka-san San Tanaka-san Hãy nghe và nhắc lại một tên họ khác Sato To Sato 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 hãy nói cô sato sato san sato san Đây là cách nói bữa trưa. Hãy nghe và nhắc lại. sato sato han. sato 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 hẳn. sato sato hẳn. 昼ご飯 Bạn nói bữa trưa như thế nào? 昼ご飯 Đây là cách nói tôi muốn ăn trưa. Bạn sẽ dùng từ ăn để nói. Hãy nghe và nhắc lại. 昼ご飯が食べたいです Ga hãy hỏi một người quen là cô ấy có muốn ăn bây giờ không mà tao cá mà cá Em hãy trả lời Vâng tôi muốn ăn bây giờ

hãy trả lời vâng tôi muốn ăn bây giờ <cười> <cười> hãy hỏi bạn muốn ăn ở đâu hãy nhớ hỏi là chữ từ d <laughs> ở nhà hàng Hãy trả lời, vâng, được thôi. Answer, yes, okay. Hãy trả lời, không, không được. No, it's not okay. Ie, <laughs> yoku Hãy hỏi, ở chỗ của bạn thì sao? Ànなたのところで? Ànなたのところで? Không, không được. Hãy nói cả hai cùng nhau. Được, không được. Yí desu. Yoku

Hãy hỏi cô Sato có muốn uống bia không? Sato san, bia o nomimasu ka? Bây giờ hãy hỏi cô ấy muốn uống gì? Nani o nomimasu ka? Hãy nghe hai câu hỏi sau và hãy thử nghĩ chúng có ý nghĩa gì. Nani ka nomimasu ka?

Anh ấy gọi hai chai bia, hãy nghe và nhắc lại. Nhị 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 Bạn nói từ hai như thế nào? Nhị Nhị Ở Nhật, bạn thường gọi bia theo chai. Hãy nghe và nhắc lại. Hai chai Nhị hồng Hồng Hồng. Nhi hồng. Nhi hồng. bạn nói hai chai như thế nào trong tiếng nhật khi đếm đồ vật bạn phải thêm một tiểu từ sau số đếm từ hồng là một tiểu từ mà nó cho thấy hình dạng của một đối tượng khi đếm các đối tượng dài và các đối tượng mảnh như là chai hộp thuốc lá bạn thêm hồng sau số đếm hãy cố gắng nói hai bia hay hai chai bia. Bier 2 hon. Bier 2 Khi bạn yêu cầu ai đó đưa cho bạn cái gì đó để làm cho câu nói lịch sự thì bạn sẽ thêm từ làm ơn, xin vui lòng. Hãy nghe và nhắc lại cách diễn đạt hữu ích này. Onegaishimasu. Gai. 願い、願い、願い、お願い、お願いします、します、お願いします、お願いします。お願い、nghĩa là làm ơn。vì v ậ Bạn thực sự đang nói là làm ơn cho tôi. Bạn nói xin vui lòng như thế nào? お願いします。お願いします。Bạn định gọi hai chai bia Hãy cố gắng nói xin vui lòng cho hai chai bia? Bíru 2

Hãy luyện tập từ này theo sau người đọc bài này. Kha. 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 Bạn nói từ hoặc như thế nào? Kha Từ nào trong tiếng Nhật cũng giống từ này. Ka cũng được sử dụng ở cuối một câu để thể hiện một câu hỏi. Hai từ này nghe giống nhau nhưng chúng được sử dụng theo những cách khác nhau mà bạn sẽ không bị dối. Bây giờ hãy hỏi bạn muốn uống bia không? Hãy cố gắng nói bia hoặc rượu nhật. Bia hoặc rượu nhật. Hãy hỏi cô Tanaka, cô ấy muốn uống bia hay là rượu Nhật. Tanaka-san, Bíールかお酒を. Tanaka Hãy nói, tôi muốn uống một ít rượu Nhật.